Honda đi lăng chạy xa bị tắt máy, qua kiểm xe Khánh làm máy lại nha nè. Đang làm xăng làm lại nha. Anh em nào chạy A còng đi lăng SH máy yếu hao xăng hay bị tắt máy cứ qua tiệm xe Khánh ha. Có nhận làm nồi làm máy cho anh em, bao êm ngọt cho anh em. Anh em tới tiệm xe Khánh là địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha anh em. Có nhận làm hết cho anh em ha. Ở xa anh em không tới tiệm thì liên hệ Khánh ha, 0389910535. Khánh nhận xe làm cho anh em hoặc Khánh gửi phụ tùng cho anh em ha. Lấy kìm anh nhét ống này vô hiếu rồi. Chào tất cả anh em ha.